Và sau đây là nhận xét của nhà báo Đào Tuấn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 12 tháng 8 về thái độ trái ngược nhau của các quan chức tại Việt Nam và Hàn Quốc khi thành phố bị ngập lụt. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lãnh đạo xứ người, quan chức xứ ta chống ngập. Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol vừa nói lời xin lỗi tới những người dân qua 3 ngày qua đã phải chịu đựng sự bất tiện do mưa lũ, và ông cam kết về các công nghệ số mũi nhọn để giám sát mực nước ở tất cả hệ thống đường thủy trên cả nước, giá lập mô phỏng để có thể kích hoạt hệ thống cảnh báo ngay lập tức khi cần thiết. Thị trưởng CEO Oh Si-hun thì chỉ 24 giờ sau thảm kịch 3 người chết trong một căn hộ Parasite đã đình chỉ hoàn toàn về cấp phép xây dựng căn hộ ngầm và bán ngầm, chấm dứt vĩnh viễn kiểu căn hộ có mùi nghèo khổ. Bọn hàng đúng là lắm chuyện, động tí là cúi đầu xin lỗi. Nhẹ chỉ cần bắt dân ra đường là phải có chứng chỉ bơi lội là đủ, hoặc xe lưu chứa nước, chẳng bù cho chúng mình. Thế nước cũng đang lên, rồi ai cũng vẫn sống dù là ký sinh đấy thôi.